Thưa quý vị, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ sẽ là đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2023-2025, thay thế quyết định trước đó giao Sở Y tế thành phố Cần Thơ là đơn vị mua sắm thuốc tập trung. Quyết định này vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện ký ban hành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế thành phố chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức thực hiện mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định với các mặt hàng không thuộc danh mục đấu thầu tập trung sử dụng tại các cơ sở y tế theo đúng quy định.